Nhưng mà các nước trên thế giới nó cứ qua đây nó bắt tay, nó xin đầu tư, nó đem vốn qua, nó đầu tư, nó nhiều phát triển kinh nhiều tế, cái đó là phát chuyện triển. của nhà ấy, còn những chuyện của người dân của các nước qua mà thấy mới là vui, có nghĩa là họ lũ lượt qua đây vừa du lịch mà du lịch xong đây cũng muốn ở luôn, À, nó muốn ở có một cái luôn thông tin vậy nè thì anh, khỏi. có một cái thông tin vậy nè, là nghe nói châu Âu á nó đề nghị là miễn thị thực cho dân châu Âu qua Việt Nam khi nhập cảnh vào Việt Nam. Không, Khoan khoan tao khoan, xỉu. để tôi nói hết. Mà lúc mình á thì hiện đây là một cái thông tin nha, tôi thì tôi chưa nghe chính thức của đài báo mình nói, nhưng mà ở chỗ thằng Minh Tiến, thằng Long TV đó, nó nói, À. mà thằng này thì nó nói là có cơ sở đó, thằng này nó nói là có cơ sở, cho nên là cái thông tin này á anh thấy á, mà nó chơi cái đó nó phải ông nội mình không, Rồi trong khi nghe đó, mình qua bển là nó bắt phải thị thực, nó xét nét thế này thế nọ đủ thứ, bán mua bán hàng hóa qua nó thì nó làm tròng làm tréo, rồi chèn nó ép phạt, rồi nó đủ tới thứ bây chuyện. giờ nó vẫn cho kinh tế Việt Nam mình là không phải kinh tế thị trường, Đúng rồi. cho nên vì đó mình bị ép, mà có nhiều đứa nó ngu như con bò ấy. Nó mới nói Việt Nam mà đồ ăn thức uống là bị châu Âu trả về, bởi nó không chấp nhận vô nước nó là bởi vì ngộ độc rồi tùm lum, độc lá độc cái gì tùm lum la, nó có đổ thừa cho đó cái thằng khốn nạn. Nhưng mà đâu có biết đâu, nó không hiểu mẹ gì kinh tế cả, cho nên thằng Mỹ nó cứ bính đập cái vụ con tôm đó, nó cứ làm Việt Nam mình hoài là bởi Đâu vì phải Việt Nam tôm nó đâu, không coi Việt Nam. thì anh biết nếu mà muốn vào Nó mà đâu đạt có hiểu gì nó đâu. đạt điều kiện mình, theo tôi biết á là mình nó đồng ý cho mình vô trong cái tổ chức thương mại thế giới, với điều kiện là mình phải ký vào biên bản là thừa nhận mình không phải là một quốc gia có nền kinh tế thị trường thì nó mới cho vô. Đội nó ép dữ vậy, Nó ép vậy ép đó, đó không được, nó ép vậy đó để nó ép vậy thôi, đó, mình không chơi nữa. À, con không Nga mình đã phạm chơi rồi mới vô đó, cho nên nó đồng dựa ý, vào nhưng mà cái đó giờ nó bây giờ này mới làm chồng làm tréo mình. là bởi vậy nó khổ lắm, mà thấy rõ ràng cái đất nước Việt Nam hiện giờ nó vẫn bị những cái thế lực ngoại bang chèn ép. Bây giờ mình chèn ép lại nó thôi, mình nói thẳng một câu như vậy là tao hiểu, tao ở trong nước tao với mày tao mới hiểu được rồi. Ngay bây giờ toàn khối châu Âu, kể cả thằng Mỹ, thằng Pháp, thằng Đức, thằng Anh về lan lao đao lao chóng quánh về cái chuyện kia, kinh tế suy sụp rồi rồi lạm phát y xèo, mày thấy rõ ràng không? À, có những cái video bên Mỹ nó cướp nhà người, nó cướp vô trong siêu thị, nó cướp thức ăn, nó cướp đồ uống, nó cướp nữ trang, nó cướp đủ thứ. Tình hình chung thế giới như vậy, hầu như bên Pháp cũng vậy, tất cả mọi nước kia cũng vậy, biểu tình toàn lan. Ở ở Việt Nam chúng ta bình yên như vậy, có nghĩa là nó yên bình đến mức độ mà ta làm biến luôn, ta nãy ta làm biến, nó sung sướng đến mức độ là làm biến luôn, và rõ ràng là như vậy. Và ta đi mà thấy, ta đi du lịch không, ta đi quá trời đi luôn, ta đi Huế, ta đi Đà Nẵng, ta đi tùm lum chỗ Mà nào cũng vậy, bây giờ ta nói làm anh điều này nè, giờ nói anh về việc như nè, anh thấy không, có phải trời trả báo của tụi châu Âu đúng rồi. không, là hàng hàng Nga nó chơi, khoan hàng Nga nó khoan chơi. khoan khoan ta cắt mẹ chút, con Nga Phạm nói đang có chính sách bán nhà cho người nước ngoài ở, thôi được rồi, ok bán cũng được thôi, nhưng bán gì để cho nó ở, bán là khoảng 5 năm thôi, cho nó ở 5 năm thôi, đủ, mà đừng cho nó ở 50 năm là lâu lắm, đủ mấy nó mệt lắm, cho nó ở 5 năm thôi. Anh thấy giờ nói tiếp em, nói tiếp là anh thấy phải là trời trả báo của châu Âu không, à, chơi cho Nga cho đã, cấm vận hơn 11.000 lệnh cấm vận đó, nó chơi Có hơn được con mẹ gì đâu. 11.000 lệnh cấm vận, bây giờ thằng Nga nó chỉ chơi một cái một thôi, tức là nó không cho xuất khẩu lương thực thực phẩm qua cái cảng Odessa, qua Biển Đen đó. Từ từ cảng Odessa qua Biển Đen đi ra ngoài Địa Trung Hải rồi là chết cứng, nó quất một phát một. Tao nói cho bà nghe cái vụ đó cũng vậy, là tao nói có nhiều cái thì có nhiều đứa ở đây nó có người Việt Nam mình nó cứ buồn cười của bố tánh nè. Tôi chơi với anh là chơi cá nhân ở một cái điểm nào đó, mà tôi kết anh hoặc là ở một cái điểm gì đó anh kết tôi thì chơi đi, nhưng anh không nên bắt buộc tôi theo suy nghĩ của anh, có nghĩa là như vậy, hễ nó muốn nó thích ai là phải bắt mình theo nó mới được, nó quá đảng rồi đó, Thì nó là chuyển tiêu câu chuẩn chuyện kép mà mà anh, mày muốn tao khổ chơi với vậy mày, sao mày phải nghe tao cái gì đó, ta. hoặc là mày muốn mua cái gì thì mày phải chiều tao cái Không, gì đó, đó là tiêu cái chuẩn đó kép là tao mà. nói mày, mày nói lớn, mày tiêu chuẩn kém của quốc gia thống đó, đây là con người ở trong nội bộ mình này nè, bạn bè mình nè, hoặc là người thân mình này nè, độ thể mà nó thương nào là nó bắt mình thương theo, cũng rất kỳ vậy đó.
đảng kỳ vậy. Thì đó cũng là tiêu chuẩn kép đó. Kỳ cục, một cười. Mày muốn tao chơi với Rồi mày còn mà phải thường nói là đúng rồi, cái kỳ cục thế mẹ luôn. Ta thôi tao cũng không bàn, bởi vì tao là từ từ tao nói một cách khác là cũng chơi, nói ra mình thì lớn tuổi rồi, chứ người ta nhiều khi cũng có cái Facebook rồi, thì Facebook á thì mình đỡ stress hơn, vui vẻ giao lưu cả em. Nhưng mà mình nhiều khi tao mở lên tao thấy chói, nói mình nghe không tụi nó không, mà tao đã chói rồi, rụng mắt. Tự nhiên có một thằng lên ngồi than khóc, rụng thương đất nước Việt Nam, hỏi mày làm gì, cái rụng nó nói chạy Uber, không chạy Uber rượu quá là rượu cạo móng rụng, vậy mình thương nước làm, mày làm được cái Thì mấy gì. mấy đó chắc nó bị mấy thằng đó chắc nó bị té giếng của anh. Rượu tôi mở tao nói nhiều cái nó vui lắm kìa, tao biết là tao cũng không thèm rượu, có để ý gì mà tao không coi cả đời tao không bao giờ tao vô một cái diễn đàn của nào của Tân Thái bê trương cái gì, tao không bao giờ tao vô mấy cái vụ đó, nhức đầu với lại biết sao nó nói nhảm nó xàm quá, nó có biết con mẹ gì đâu mà nói. Lịch sử của chúng ta ở đây mình phải nói một điều là lịch sử Việt Nam mình nó đã có nhiều cái ở bên văn khố của những cái tàng thư của nước ngoài đã xác thực là đúng như vậy, nó không phải riêng gì đâu. Nhưng mà có đôi lúc nó không chịu hỏi vậy, bực mình lắm. Thì khi mà nó không, nó nói là nó theo sướng cái miệng thôi, chứ thực chất nó không có trách nhiệm với con mẹ gì trên rồi, nó nói cho đã thôi, rồi nó nói là trúng sai kệ mẹ mày, mày Ê, nói gì, nó nói anh tôi nói sướng vậy cái miệng chứ tụi nó hay nói là tổ quốc danh dự và trách nhiệm nữa, anh nó hay nói câu đó đó. thôi. Khổ quá rồi, mà nếu trên dự tổ quốc trên dự nhiệm thì làm gì có ở phương xa, đồ làm gì có cái chuyện chồng ở Mỹ, bỏ tôi quá đi mà đừng có chọc mà được. Tao tao thì thường có tánh là Mỹ biết tao rồi, cái là tao không bao giờ tao đụng chạm tới những người mà cái cơ địa chính trị thời đó là nó lại như vậy, và cái chuyện nó đã qua 50 năm nửa thế kỷ rồi, tao không còn gì cả. Ngay bây giờ là cái giá trị của đất nước mình mới là tuyệt vời, mày thấy rõ ràng vì mày hỏi thử nó coi, một cái tiêu chuẩn là như tao nói là đất nước hai miền Nam Bắc ba miền sum họp một nhà toàn cõi Việt Nam, như vậy mày có vui hay là không, chắc chắn mày sẽ nói là thì đoàn kết vui thì vui, nhưng mà tôi ghét, họ ghét gì, ghét cộng sản. Tôi hỏi mày cộng sản là cái gì mày ghét, hỏi mày có biết cộng sản là cái gì không, tôi không cần biết, tôi cái chữ cộng sản là tôi ghét hả. Đâu mà nó không, nó thẳng về 199 thằng mà ghét xã hội chủ nghĩa mình là coi như nó không biết mẹ gì cộng sản cả, nó không có biết gì cộng sản cả. Nó không biết nó mới Ê, ghét gì hơn nữa. Anh biết tại sao nó thì ghét bảo hơn vậy những thằng đó? Nếu nó còn trẻ, nó còn nó chưa tới 50 tuổi đó, nó khoảng trên dưới 50 tuổi chứ đừng nói chưa tới, khoảng trên dưới 50 tuổi, thì những thằng đó là những thằng chưa có nào máu, nhưng mà có thể nó là hậu vệ của cái đám quan chức rồi ngụy quân ngụy quyền đó, thì nó có nào máu với dân đó. thì Hoặc nó là đỡ nó ăn báo, nhưng sung mặc mà sướng, tức là hoặc là nó ăn sung mặc sướng, nó ăn trên ngồi trước, nó ngồi trên đầu trên cổ của người dân, nó chèn ép người dân, rồi con nó sống sung sướng, rồi bây giờ nó tự nhiên nó bị cộng sản hất đổ cái bịch, nó không còn được gì nữa, nó trở xuống, nó trở làm một người dân cái bình đó, thường cái thì nó sự ghét cái mà đó rồi. tao theo không phải cái nhiều người như cái đứa như F2, F3 đâu có biết về trước 75 là cái gì đâu, nhưng biết sao nó được truyền thụ bởi cái mõm của ông cha bà già, Thì ông cha đó, đó ở đó, hiểu không? đó ý của Như tôi là mỗi như vậy ngày đó. mấy cái thằng bây vậy vậy đó mà nó không hiểu gì cái ông cha bởi ông ghét. Tôi mẹ ngày xưa tao là trung tá, tao đi biết tao đi về đàn hả, là đường mình tao đi xe dép ở trước có hai thằng cầu bài nè, ở sau ba bốn thằng còn cầm súng bảo vệ nữa, tại xưa tao lính đồ mà, thì tao cũng buồn cười thôi kệ mẹ nó. Cũng như tao như hôm trước tao kể một lần ở trong cái chỗ tao làm việc thì cũng có ông HO ông vô ông làm, ông vô làm cái mấy thằng supervisor nó xuống trong lúc mà chờ đợi nó bắt ông xuống ở chỗ trà toilet, ông sừng cò lên ông nói đủ thầy nói Mỹ, ông đâu biết tiếng Mỹ đâu, ông nói biết tao hồi xưa tao bao nhiêu lính đâu mà bao nhiêu lưu quân tao, ồ bà đây qua xíu người để làm cu li mà còn còn Hồi đó qua còn rồi mạnh em ạ, hè nói nữa là hồi nữa đó qua khổ rồi em. luôn. Hồi đó qua tao muốn nói nhưng mà thôi học tâm mình đã là người Việt Nam với mình không muốn gì, tao lên tao kêu nó kêu nó không có chịu làm, mình xúc rồi qua xuống hỏi để máy ngang coi à, để máy ngang tôi để máy ngang Nam Phong để máy ngang về Tôi lại ngang nói không có nhiều thằng nó nói là miền à. Nam ngày xưa là hòn Nó ngọc Viễn Đông, mà tôi nói thật anh á, cái câu đó mà tôi cũng đã từng nói gửi nhiều yêu lần, cầu lại đi con. Ừ. tôi phản ứng nhiều lần lắm rồi. Nó là hòn ngọc Viễn Đông á, đối với những kẻ mà ăn trên ngồi trước, những người kẻ giàu có, những người mà viên chức sĩ quan cao cấp rồi đó của chế độ Sài Gòn á, thì nó gọi là hòn ngọc Viễn Đông thì đúng. Nhưng đối với những người dân đen, mà trong đó có tôi
anh biết mẹ những năm đó, từ năm 60 tới năm 65 ở nước Pháp chiến lược, bà nội mẹ nó không nói thèm xài tiếng nào mặt thiệt á anh, ruộng thì dài dài ngàn đó mà không ra làm được, bơm nó dội lên đầu á. Sao mẹ làm đó, làm hồi đó làm gì có lúa gạo để ăn, mà nó ghét, tao ghét nhất là cái câu là ăn cơm quốc gia mà từ mai cộng sản, hỏi quốc gia làm gì có cơm mà ruộng lúa tao đâu có làm được đâu, làm mà phải đang lui cui cái cấy này nó quốc trồng phát sao đủ dân chúng đâu có ra đào đường ăn đó, khổ vậy. Nói mà nó nói mà không biết suy nghĩ, không biết bắt cỡ. Nam Phong lên chưa? Khổ. Đang lên mà không biết Ủa? sao nó chưa nào. Đang Lên tham chưa gia bố? con lên rồi mà sao không thấy mặt, Tôi không phải thấy buộc tôi hay giấu mặt lắm, mà bữa nay là với ông Cầm là tôi không dám giấu mặt á. giấu tàu đào mà ra chờ Nó giấu không thấy mặt chửi mà không thấy mặt mà không sao, cái điều đó không sao thì ok, con không sẽ mặt vì con tìm sao đi, thì con có gì nói mấy cái chủ đề ngày hôm nay thì nó chung quanh thì cũng có ba cái chuyện này nó cũ, bố lúc này làm biến lên là bởi vì cái chuyện này nó cũng không là cái gì cả, bởi vì những cái trò lố bịch bên này thì người dân mình ta thấy trên diễn đàn thì mấy người dân cười hố hố thôi. Thứ nhất là cái vấn đề đất đai, thứ hai nữa là những cái vụ án mà Việt Nam mình khui ra rồi đi bắt ra rồi, rồi có những cái đề nghị là án tử hình điện kia để kháo trong kỳ, có nhiều đứa nó xuyên tạc rồi cái vụ đề ga đề ghiết gì nữa, tao thấy mà nó anh cũng buồn ác cười lắm. Cái lắm. chuyện nào á anh phan ra một chuyện đi, rồi hết chuyện này anh phan tới chuyện kia, từ cái chủ đề ra anh chuyển qua bên tới cái Tao tránh là tao gom hết rồi, chặt cho nó mới dễ mà thấy nó được, chặt chặt gà cho nó mới dễ đủ mà đi bắt được đứa còn từ con làm sao cho nó bảo chết mẹ luôn, ai chỉ đó quơ phát nguyên một lòng luôn rồi xong để xuống ngồi cưới cổ cắt bụp 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 biết liếc là tao cực đoan là chỗ đó, bởi vì tao nói không mệt Rồi, mời Nam Phong nó cho ý kiến đi. à, nãy giờ nghe bố với kêu ông biết chú thì anh Anh cũng được, không thì sao đâu hết anh không có á, trẻ trẻ mà. dạ Chưa 70, nhỏ hơn Cầm mới 3 4 tuổi à. trời Thử ơi cũng trẻ nhìn tóc cũng đen quá tưởng đúng nhỏ ra hơn phải tao tuổi là trẻ rồi, trẻ hơn Cầm. dạ nhưng mà gọi anh đi cho Gọi thằng anh đi, nó phải trẻ nữa. rồi rồi cái chuyện thời sự thì hầu như cứ mỗi sáng mở mắt ra là lại có cái chuyện thời sự thôi. Thì đất nước mình thì rõ ràng đất nước nào cũng vậy bố với anh, là chúng ta sống ở đã gọi là xã hội thì nó đều phải có mặt tích cực và tiêu cực đó. Ví dụ như cái tiêu cực thì chúng ta thấy như là cái vụ án bay giải cứu này được đưa ra xét xử, hoặc trước đó là cái vụ Tây Nguyên chẳng hạn, và rất nhiều, nói chung là đất nước nào cũng vậy hết. Nhưng mà chúng ta phải nhìn ở cái mặt tích cực, thấy cái tiêu cực mà chúng ta nhìn ở cái mặt tích cực. Có nghĩa là sao, nếu mà cộng sản họ họ bao che cho tham nhũng đúng không, thì chắc chắn họ không có đưa những cái người gọi là tham nhũng đó ra để mà xử trước gọi là cả thế giới này biết, chứ không riêng gì ở Việt Nam đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng cộng sản họ không không bao giờ họ bao che cho tội phạm, đặc biệt là tham nhũng, mà đó là những cái người cán bộ đảng viên đó. Có những kẻ nó luôn cho rằng là đảng viên là một cái gọi là cái kim bài miễn tử, có thấy không? Đó anh với bố thấy rõ ràng đảng cộng sản họ không không có khoan dung cho những cái kẻ mà phạm tội, kể cả đó là cán bộ đảng thì chúng ta thấy cái mặt tích cực, chúng ta nên nhìn thấy cái mặt tích cực là đất nước chúng ta dám đúng không, dám gọi là nhìn vào cái nhìn thẳng vào cái sự thật đó, để mà chúng ta đấu tranh chứ chúng ta không bao Xin lỗi che. nha, xin lỗi Nam Phong chút xíu cho anh Cầm nha. dạ Tôi đi lấy gói dạ thuốc, cứ nói đi, tôi lấy gói thuốc. dạ 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 Mày đặt nó trước tao. thì cái vụ Rồi còn nói đi, án nói một này cách rõ khác, ràng nói một cách khác thì nữa là đất nước mình là không tha thứ cho những cái kẻ như vậy. Mà cái dạ điều bố muốn nói ở đây á, để bố muốn nói ở đây là không kiêng để bất cứ ai lớn cỡ nào cũng moi ra hết cho bằng được và đúng rồi xử theo luật pháp Việt thì Nam mà trừ mà xử.
Thì bây Nhưng giờ mà mình bố có muốn vấn đề là nó chỉ lợi dụng, nó chỉ nghe theo những cái báo đài chính thống của đất nước mình tuyên bố, chẳng hạn như cái vụ mà chuyến bay giải cứu. Nếu chúng ta ở nhà nước chúng ta bịt miệng là không cho loan tin ra, không câu đúng lưu, rồi không khởi tố, làm là văn bản cho nó biết. đúng rồi Nhưng không, có nó có lợi dụng của nó ra, nó ngồi nó dạ bêu riếu này kia. nước Việt Nam Trong khi đó nó đang ở trong nước sở tại là nước Mỹ đó, biết bao nhiêu cái chuyện phiền toái, biết bao nhiêu cái chuyện rồi mình cảm thấy là nó ghê gớm hơn Việt Nam nhiều. Nào là xả súng nè, ma túy nè, gái điếm nè, homeless nè, ăn xin nè, đầy đường này, các cái này nó không nói, nó cái chuyện của Việt Nam mà nó chỉ chờ báo đài Việt Nam mà nói là bắt đầu nó đem ra nó mổ xẻ rồi, nó kỳ vậy đó, nó nhai ghét là lại ghét cái chỗ đó. mà nó thù cộng sản nhưng mà nó luôn nhai lại tin tức của cộng sản. Chính À, xác, ở đây kỳ. còn có hai cái so sánh. Cái thứ nhất là cái vụ đại án chuyến bay giải cứu này đó, còn so với cái vụ mà cái gọi là phát hiện cái ma túy ở trong Nhà Trắng đó, thì rõ ràng có thấy không, thông tin ma túy trong Nhà Trắng đâu có thấy nó đưa rầm rộ đâu, giống như là muốn ém nhẹm luôn rồi. Rồi, nó tuyên bố rồi, nó Rồi không tìm ra dấu thì vết. đó, tại sao không tìm được? Nhà Trắng là cơ quan an ninh mật vụ, nó đứng gần mét vuông chắc mấy, rồi camera các kiểu, rồi làm sao mà nói chuyện heroin mà cocaine mà nó lọt vô đó mà không tìm ra được, đúng không bố? Rồi, tật. Cơ quan chính Là quyền nó của gọi là Mỹ. bao che, nó giấu giếm đó. Còn nếu mà nó Sao không lại tìm ra được thì hóa ra cái an ninh của nước Mỹ nó quá tệ đi, nó tệ đến mức cùng cực, đem ma túy vô Nhà Trắng mà tìm ra thì nó tệ đến mức độ nào nữa, mà lại cứ tự hào là nước Mỹ là cái cơ quan, có những cái cơ quan an ninh là số 1 thế giới, FBI rồi đó. Như vậy thì khổ lắm. rõ ràng kiểu nào cũng không được hết, bắt cái thì dính dáng tới ông này ông nọ mất uy tín, đúng không? Còn không bắt thì cái an ninh của nước Mỹ nó tệ đến mức độ đó. Rồi cái thứ hai, Nó con so còn sánh gì? với thứ hai nữa là cái vụ mà công an Việt Nam, cái vụ cái đó nó qua rồi nhưng mà không muốn nhắc lại, nhưng mà nhắc lại để mình thấy ở Việt Nam mình không bao giờ có cái chuyện bao che. Như công an Đúng cái rồi. vụ bắn dê đó, bố thấy không? Ngay lập tức là bị loại loại khỏi ngành, Khỏi rồi ngập. truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi bố thấy cảnh sát Pháp đó bắn chết cái cầu thiếu niên 17 tuổi, tới giờ vẫn chưa biết thông tin cái cảnh sát đó là ai nữa, chưa biết ông đó cái người bắn là ai luôn. Trong khi Việt Nam qua ngày hôm sau là báo đài rằng rằng và là loại khỏi ngành và truy cứu trách nhiệm hình sự, có ra không? Đó ra cũng là công an cảnh sát vi phạm pháp luật, nhưng mà Việt Nam rõ ràng họ đâu có bao che Họ rất giống bao như nước che, Pháp, đúng rồi. có ra không? Cái hệ lụy của cái vụ mà bắn chết cậu bé đó nó gây cho nước Pháp biết bao nhiêu là thiệt hại, rất nhiều, rất lớn luôn, nhưng mà vẫn cứ im re, đâu có thấy báo đài của nước Pháp công bố là cái người sĩ quan đó là tên tuổi gì, rồi công tác ở đâu, rồi phải xử lý như thế nào, đâu có thấy đâu. Thì rõ ràng tư bản với cộng sản nó khác nhau chỗ nào. Đó là mới những cái vụ mà điển hình mình nói. Còn nếu mình nói sâu xa vào cái bản chất của hai cái chế độ thì rõ ràng cái tụi tư bản này không có cái vé gì Không mà có để so cửa, sánh hết, không có cửa, không có vé rồi. gì luôn. Nhưng mà cái tụi bao Giống như que, tụi nhắc sổ cái má, vụ, nhắc cái cái tụi vụ dân đó, chủ nhắc tới nó ngu cái vụ xuẩn. đó thì tao tao nhớ cái vụ mà có một cái bài phỏng vấn gì của bà, không phải bà Định, bà Nguyễn Thị Bình, trong cái bàn đi nói chuyện vấn đề nhân quyền của Việt Nam đó. Có bà đại sứ gì của Mỹ bà nói, thì bà kia ra thế mày chưa đủ tuổi, chưa đủ tuổi, Không, tưởng hình như là cười. ông cái câu đó là của ông Nguyễn Minh Chiết hay sao á, thì khi mà ông đi qua thăm nước Mỹ là ông đã Đúng có rồi, nhắc phải về ông Nguyễn nhân Minh quyền Chiết. là ông có đó. Nguyễn Minh Hả? Chiết, Nguyễn Minh con Chiết nhớ nói câu về nhân quyền, Mỹ nói về nhân quyền. Dạ. đó chưa có đủ tuổi ở mình ở mày lần sau mày tao nói mày nghe, mày có muốn gì thì ở nước Mỹ, thì tao ở nước Mỹ là tao đã từng nói với mày rồi, thì ở nước Mỹ nó xảy ra những cái chuyện mà có người Việt luôn nha, bị bắt rồi bị bắn rồi bị giết rồi ở đó đó, bị làm sao để cho đâu phải là đơn giản, hầu như báo đài nó cũng đã nói rồi 10 ngày hôm nay ngày kia đó,
rồi tùm lum tà la. Nó có một kênh YouTube mà của kênh là gì Việt Mỹ đó, nó nói hàng ngày những cái vụ án của người Việt mình bị này kia đó. Ta thấy không có ai lên trên đó để mà ngồi đòi lại công bằng cho Việt Nam chứ, À, chứ là đúng còn có ý kiến xếp về nước Mỹ nè.